Chào tất cả các bạn, thì hôm nay mình sẽ làm clip tiếp tục về nhện thôi. Thì các bạn mình nó còn hơi là bừa bộn xíu, tại vì mới vừa gói nhện, đóng nhện xong. Thì các bạn nói với mình là anh ơi, tại sao mà em mỗi lần cho nhện ăn rất là khó. Thứ nhất khó vì cái gì là nó cứ phóng đến người em. Em không biết làm sao hết mà em muốn để gần nó. Đây, hôm nay mình sẽ cho các bạn xem. Đây là cái nhíp của mình nè. Đây là nhíp ngắn thôi, chứ không phải là dài đâu. Cái nhíp này là một lốc của nó có 10 cái. Các bạn mua một cả 10 cái thì 6.000 một cái, còn mua lẻ hình như là 10.000 thì phải. Nhớ mình cũng mua lâu rồi. Đây là cái nhíp của mình. Đó, cái nhíp của mình đây. Thì nó có một cái loại dài nữa. Thì loại dài mình sẽ cập nhật giá sau. Thì bạn nào mua thì 10.000 cái này. Nói chung là nó bạn có thể ra ngoài tiệm mua cũng được, chứ không cần thiết phải mua của mình đâu. Thì bạn nào muốn mua thì mình sẽ mua giùm thôi. Thì có một bạn góp ý kiến với mình như vậy: anh ơi, anh giờ anh là cũng thuộc dạng là tụi em coi anh như là AD, về muốn anh giúp đỡ tụi em trong tất cả, cũng như là phụ kiện nhện về hộp nuôi rồi ấy. Thì anh mình sẽ ráng cập nhật cho các bạn về hộp Mika. Thì thật sự bây giờ mình cũng chưa có thời gian để thực hiện cái đó nha. Đây, cách là cho ăn mình cho ăn rất là đơn giản thôi các bạn, kẹp như thế này. Đây. Đấy, mình sẽ thả xuống. Rồi ok, mình cứ để vậy thôi nha. Rồi từ nó ăn hay không thì cứ từ, chả sao cả. Rồi ta sẽ đậy nắp lại. Đó là cách mình cho ăn. Thì cũng nhiều bạn hỏi á, là sao dạo này mình rep tin nhắn hơi lâu, với lại hàng, với lại sao mà ít rồi đăng bài bán nữa. Các bạn cũng thông cảm, dạo này hơi bận, không có đăng bài hay cái gì hoạt động gì nhiều. Ok. Cái này á, thực sự nó sẽ giữ khoảng cách cho chúng ta an toàn thôi. Chứ nếu mà nói giờ mình nói có phòng lại thì mình cũng giật mình nè. Rồi ok. Cứ để nó đi, tí nữa là nó ăn thôi. Mình sẽ cho rất là nhiều con vì các bạn nào muốn mua cái nhíp này thì các bạn cứ liên hệ mình nha, mình sẽ ship cho. Ví dụ như bạn nào mà đang trong quá trình nuôi mà thiếu cái gì á, ví dụ thiếu hũ, thiếu hộp, thiếu bùn dừa hay thiếu cái gì á, thì các bạn cứ nói mình sẽ ship riêng cho và mình sẽ ship chậm. Những cái như hộp này, bùn dừa hoặc là nhíp hoặc là cái gì đấy mà nó không có liên quan tới hàng sống á thì mình sẽ ship chậm cho các bạn. Thì phí ship nó rất là rẻ, tầm 30.000, 40.000 thôi. Tầm hình như 30.000 thì phải. Ok. Mình sẽ ship chậm cho các bạn. Khi cho nhện ăn á, đáng lẽ mình cho ăn dế, nhưng mà ở trên mình dế nó hết rồi nên không có mua dế được, thì mình sẽ cho ăn sâu. Thì một con lớn cỡ như thế này mình cho ăn 3 con sâu à. Đấy, cho ăn 3 con sâu thôi. Nhưng mà một tuần á mình sẽ cho nó ăn 2 lần. Còn bây giờ là khoảng 6 giờ nè các bạn. Các bạn nhìn thấy này, bây giờ là 6 giờ thì mình cho ăn một buổi tối thôi. Ít khi nào mình cho ăn buổi sáng lắm, chủ yếu là mình cho ăn một buổi tối. Tại vì nếu mà bạn nào mà có đọc tham khảo tài liệu á thì nhện hoạt động buổi tối rất là mạnh à. Còn nếu bạn nào mà sợ nữa thì đây nè, cái lỗ này nè, bạn thấy không, đây có một lỗ rất là to, bóc bỏ vô thôi đó. Sợ mà nó phóng ra hay nó chạy mất á thì chúng ta cứ có cái lỗ này nè đó, bỏ vô là xong. Ok nhé. Mình cho ăn 3 con thì tương đương nó khoảng một con dế, chắc nó cũng khoảng một con dế hoặc con dế rưỡi á. Nhưng mà mình cho nó ăn 2 lần một tuần lận, chứ không phải là cho ăn tuần một lần. Đây là số con nó mới vừa mốt.
nó mới mua mót nên nó rất là dữ, nó mót cũng được 2-3 ngày rồi. Ok vậy nha, rồi lại lại. Có lẽ clip này thì mình ít nói, nhưng mà hãy xem những thao tác mình làm. Đây này, có một con ở đây nó đã ăn rồi nè. Thì nếu như các bạn mà sợ nó phóng ra hay chạy mất thì các bạn có thể đút vào đây nha, các bạn có thể cầm gấp gần cái đầu con sâu một xíu xong các bạn đút vào. Cái này nó sẽ có hơi khó nha. Đây, các bạn có thể thả như thế này. Một cái điều cái này thì nó hơi lâu ấy. Rồi ok, ba con. Nên mình có rất nhiều, nên mình sẽ làm một cái clip ngắn thôi, chứ giờ mà làm cho ăn hết thì chắc cũng khá là lâu. Thôi ok, clip mình sẽ dừng lại đây. Các bạn có thể thấy này. Đấy, còn rất là nhiều. Nhiều lắm, còn đằng kia nữa. Còn nhiều lắm. Ok, xin chào các bạn. Thì có thắc mắc gì các bạn cứ inbox mình nhé. Xin chào các bạn.